Bà, trong video này, tôi đang riêng về update statement trong SQL Server. Chẳng, update statement này, tôi đang làm bài này to modify bản nhạc cài đầm rỡ existing record bản nhạc record row này data đã mình sắp trong table. Chẳng kể tha tiết ở này ai pra về close cho môi update query nữa. Rồi có update statement nó nằm bay update selected row và này row là dân manager rồi có all the row would be affected chẳng xin thật nếu không cả update statement không SQL server này cái miền update hơi table name hơi set column môi nó mà nó và lưu môi column p cho nên là hỗ trợ column ấn mà và lưu ấn dân từ chẳng set column nữa ban đây tham mệnh ban đây tha Obama tha chứ để ta cho mua đã ra đi còn khó cho mua còn cho mua ở ra đai dân để chẳng ban đây tha dân set column này cho mua customer name nó ôi mà từ nắng ở mà từ nắng ra đai dân từ ơi đọc p nì where condition chẳng condition này cứ đợi dừng lộp đá dừng vào bestseller column mỗi mua ra customer id chẳng where customer id mà nó buồn chẳng có mà ơi xăm nhăm dũ mà bị bơ dũ dừng ăn vô tài mà đón dừng chạp đang xế update update máu giờ mình đặt cho mua table name table dân mua ấy ở customer tỏ mà tiết này enter cho crowd máu set set ý kê set column dân column nhân tên nhầm set mà column ba đấy chưa tràn customer name chẳng đã vào lưu mới trong cài từ ấy vĩnh đã ở thời chia ra đà vĩnh nhé về inter máu nè nhé về condition chẳng dương thử đã về close này nằm bay phải chạy tha dương update customer name nắng smile từ ở mình chứ mua chỉ ra đa với nơi cái line customer ID lệnh mà này chẳng bây giờ đã thế ban này ta dương update out the customer name đi mình chú mua ra đá out the main chú mua mà anh ta chú mua ấy chú mua nè à thằng on đi cái đó cứ xe tới đà tới chia chú mua ra đá thằng on vấn đề lý nhóm dưới cả này tìm môi dần update để mình phải về close nè chẳng vé customer ID mà nâng lấy buồn phổ nhâm trong niệm đôi số mua đà ra đấy tôi chia ra đà bình chẳng nỉ dương update thêm bò mỗi mua ra customer nâng thêm bò nâng mình feel buồn nâng hơi set customer name nỉa hơi dương set column mỗi rồi có fill mỗi mô ta customer name smile nâng ra đà nữ trong cả lãnh đài mến customer ID rồi có nữ column rồi có fill ID nâng customer ID nâng smile nâng lệch buồn chẳng bàn này tha về cái mua customer name ní cứ nữ trong tay cả lãnh customer ID ní mình lệch buồn nè chẳng nè chẳng nhân sự lệch máu dừng update execute mà invalid column name smarada lệnh đặt string call nè call data thải bây giờ update chỉ tua sói dương thử và nhà và tọt đá liệt xe này không fold phụ bên mình chỉ lấy chứ nè chương nhóm đoàn tiết execute mà hoạch nè one row effect chẳng nhóm chấp đa ông sẽ lệnh mơ tình hình này dẫn tha dương ban update man on nè cái nhé chẳng pi the bone lấy
customer ID đã mình lịch buồn ní mình mua tha đà ra thì rồi bây giờ mà tiết nhóm chạp đoàn thôi cả update ní set customer name đã mình ID lịch buồn ní tới chia ra đà vinh thế nhé. Chẳng là lời bật tọp mà tiết tệ tôn nâng nì nhiệm bởi dân chọn cài prai khả lâm rưu gọt phía ạt rè hay nâng sơ là rí ơi ơi vì mình đồng lấy tư chia nhiệm mà bọn đô la rưu gọt ạt rè nâng tư chia sĩ à so cái này phì dù anh ăn thầm mà chè chẳng nên cái gọn ưu tế hóa nè chẳng đòi xa khá nhóm ọt màn bạc cao ở thẹp bò mùi mùa tha employee đôi khá nông nì slide bò kê đấy nhóm miền ta thẹp bò customer chẳng nhóm ai update nì set ả dụ nì ả dụ từng ớt tư chia đọc bằng bấy cho năm từng ớt khá nì khúc customer nì hết nè chẳng cái đa dương 300 phá nè you don't need to use wear clothes chẳng bàn này thay dương update tư tưởng oh group mà nữa nè nè mình thay dụ đọng bay đọng buồn ấy update tư tưởng oh ao là dụ tưởng oh nắng thấy chưa đọng bay tưởng oh cái này chẳng giờ 300 phá wear clothes đọng bay specify rồi có specific mình nhập chạy lệ cho customer mình lên ID môi nào đấy phù dương update tưởng oh chẳng như là xem nó còn là xe update customer table customer hãy set vô mòn dân set khả lâm dân age mà nè dụ mà nó đọc bấy thằng ó nè chẳng nì đọc bấy ní với chi lệnh chẳng giờ mình phải quote y được chi string này chi tua so đi chẳng dân select mà hãy execute đó nè kìa for row à fetch chẳng mà nè dân update thằng buồn row nè ngay chẳng dân select mà nè thấy nhé chẳng hạn nó không ca update mà đón từ này từng mà thay bò từng oh từ từng mà cả lợ ở từ update trong cả lâm nam muối là từ mà đón từng thay bò từng oh chẳng giờ mình 300 pra đi về cloy thì chẳng mà giờ update tam rô muối muối nó dùng phải về cloy rồi có miền phải phải đi miền condition chờ này chẳng tới dùng ai phải đi cho nó phải operator and này có oi chẳng tiệt và thay em từ chẳng ca update statement ការប្រើប្រាស់ update statement ក្នុង SQL server ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណ